tay, và đó là những gì vừa xảy ra với Phú Vinh. 80-71, cách biệt lại là 9 điểm cho Saigon Heat. Saigon Heat vẫn rất giỏi trong việc bảo vệ lợi thế. Morrow tô mình lui vào. Trên nhúc và tiến vào trong, vào đường truyền cho anh Kiệt, có 2 điểm từ anh Kiệt. Anh Kiệt đang ném phạt tốt của Maro, cần phải chắc chiu. Maro vẫn là Maro, đường truyền Sa Nhúc cố gắng không thành công, cơ hội vẫn còn cho Maro, một cú floater. Và Đặng Reagan vẫn đang là những người lấy được nhiều offensive rebound hơn, nhưng họ không tận dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Maro đối mặt với Phú Vinh, và trước đó là còn cả Hoàng Tú. 3 điểm cho Maro. One point game.